Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tại sao mình lại muốn làm thêm một cái video này nữa để mình nói về cái việc kích rễ hay là sử dụng phân hút cho những cây mới trồng. Thì tại vì sáng hôm nay là mình nhận được một cái cuộc gọi giao lưu từ một cái chú ở miền Trung. Thì chú bảo là chú cũng có mua hoa lan trên mạng ở một cái chỗ mà đó vân vân, mình không có tiện nói tên ra tại vì cái đó là cái việc kinh doanh của họ, cho nên là mình cũng không có nói và mình cũng không có muốn nói đến làm gì. Nhưng mình sẽ nói cho mọi người, khi mà trồng cái cát lây da này á, thì cây mới trồng hoặc là cây tách chiết hoặc là cây mới mua về từ một cái shop hoa lan nào đó mà khi họ lại quảng cáo cho mình là phải dùng thuốc kích rễ hay là dùng thuốc ra rễ hay là xịt kích rễ cho cây mau ra rễ, thì ở đây mình xin chia sẻ là không cần thiết, nói hẳn là không cần thiết. Tại vì cây lan không cần thiết kích rễ, nó vẫn ra rễ như bình thường. Nếu mình không kích rễ thì cây lan nó còn có thể là nó ra rễ mạnh hơn là khi mình kích rễ. Thì mình nói hơi nó có cái nó hơi ngược ngạo, ngược đời. Chú cũng có hỏi mình là tại sao thấy mình làm video hướng dẫn trồng cát lây da nhưng mà không nói đến cái vấn đề là kích rễ cho cây mới trồng. Tại vì sao? Tại vì kích rễ không cần thiết cho cây mới trồng. Thường là những người mới chơi, người ta suy nghĩ là chắc là cây tách chiết mới trồng phải phun kích rễ thì nó mới ra rễ, còn nếu mà không phun kích rễ thì nó sẽ chậm ra rễ. Nhưng mà thật sự cho thấy thực tế, những người đã phun kích rễ thì nhìn cái cây nó vẫn đứng lì như vậy và không ra rễ. Thứ nhất, cái cây đứng lì là tại sao đứng lì? Thứ nhất là cái cây nó vận chuyển từ xa về qua nhiều ngày. Thứ hai là cái cây nó được mọi người mua là mua cái cây tem. Cây tem thì nó được nhập từ nước ngoài về, hoặc là nó được di chuyển trong vùng quá lâu, thì khi mà mình về á, thì cái cây nó đã đứng lại rồi. Thì mình có tách ra đi chăng nữa, mình có xịt kích rễ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ vậy thôi. Cô quá ra là mình xịt kích rễ càng nhiều, cây nó càng mau húi, nó càng hư cây luôn chứ không được gì hết. Còn nếu mà mình mua lan ở những người xung quanh hoặc là ở những người gần hoặc là trong nước, thì ví dụ như người ta vận chuyển chỉ tầm 2 đến 3 ngày thì về, nếu mà cái chậu lan đó nó nguyên dạng, nó không vấn đề gì hết, thì mình cứ để vậy mình chơi thôi và mình chăm sóc theo cái chế độ của mình cũng được. Hoặc là mình hỏi cái chủ cũ người ta đang chăm sóc với cái chế độ là ăn theo kiểu nhà giàu hay ăn theo kiểu nhà nghèo, thì kiểu nhà giàu là cho ăn phân thường xuyên và cho ăn nặng, còn kiểu nhà nghèo thì cho ăn phân với cái mật độ là hư hớt và cho ăn nhẹ, hoặc là cho ăn nhẹ nhưng cho ăn đều đều. Thì ở đây mọi người cứ sợ là không kích rễ thì cây nó sẽ lâu ra rễ, rồi cây nó không phát triển hoặc nó không sống hoặc nó không chết. Thì mình xin nói là không có cần phải kích rễ gì đâu. Còn nếu bây giờ trên thị trường nó có nhiều cái loại thuốc kích rễ cực mạnh, họ quảng cáo cũng là thuốc kích rễ thần thánh gì đó, xịt vô là ra rễ, thì cũng đúng, xịt vô là ra rễ. Là tại sao? Tại vì nó đúng thời điểm, cái cây nó đang vào cái mùa sinh trưởng, nó đang vào cái mùa phát triển, thì mình xịt vô nó có thêm dinh dưỡng, nó cộng với cái mùa nó đang phát triển, thì tất nhiên nó sẽ cho ra cái lượng rễ rất là khủng khiếp. Thì phân hút nó cũng có tác dụng của phân hút đó, nhưng mà đối với cây cát lây da thì mình không có cần thiết phải kích rễ đâu nha. Tại vì ở đây mình xài
phân thuốc chưa bao giờ mình sử dụng thuốc kích rễ để mà sử dụng phun cho cây mới trồng hết á. Mình xin nói là cái cây phân ở đây mình trồng chưa bao giờ mình sử dụng thuốc kích rễ. Mình có xài vitamin B1, nhưng vitamin B1 để mình pha chung với phân khi mình tưới cho cây đã hoàn thiện rễ và cây đã bắt đầu lên mầm chồi khỏe mạnh thì mới phun NPK phân bón lá pha thêm B1 thôi. Chứ còn B1 mình không tưới riêng cho những cây mới trồng, không cần thiết. Cứ phải tưới kích rễ thì mới có rễ hả? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Thứ nhất là dễ bị lạm phân, thứ hai là tốn kém. Cho nên mọi người khi mà trồng các loại da, cứ tưới nước. Mọi người trồng ở cái môi trường nó đủ độ ẩm và tưới nước, giữ độ ẩm cho chậu nó được đủ độ ẩm, nó mát thì được. Còn cây mới trồng thì chắc chắn là mình phải để ở trong một cái mái lưới, nhưng mà mình nói đợt trước đó là phải hai lớp lưới thì nó mát hơn là cái cây đã trưởng thành và cây đã phát triển mạnh. Cây phát triển mạnh thì nó cần ánh sáng 50%, còn cái cây mà nó chưa có phát triển, nó vừa mới vừa trồng vài ngày thì chúng ta phải nên để ở cái chỗ mát là 70-80%, thì để cho bảo đảm cái cây. Tại sao để chỗ mát? Là để chỗ mát là tại vì cây nó chưa có rễ, cây nó chưa có hút được chất dinh dưỡng, nó chưa có nuôi được thân cây, cho nên mình phải để chỗ mát. Để chi? Để cho cây nó không bị teo tớp, nó không bị mất nước, nó không bị nhăn, nó không bị héo, hoặc là không bị rớt lá, không bị vàng lá. Thì mình xin chia sẻ lại với mọi người là không nên sử dụng thuốc kích rễ cho cây mới trồng nữa. Cây mới trồng chỉ nên tưới nước thôi, tại vì chỉ cần tưới nước tạo độ ẩm là cây sẽ phát triển. Cái bản năng của cây khi mà mình tách chiết ra hoặc là mình thay chậu cho nó thì bản năng của nó sinh tồn, nó sẽ phải ra rễ. Để chi? Để nó sống tiếp, nó ra rễ, để nó sống tiếp, nó ra rễ, nó lên mầm. Cho nên là mình yên tâm về cái vấn đề là không phải cần xịt rễ. Mọi người không tin, mọi người cứ thử xem đi. Mọi người tìm những cái trang YouTube của những người châu Âu, họ trồng các loại da, họ không hề sử dụng phân kích rễ cho cây mới trồng và cây hai chậu. Mọi người xem đi, cây hai chậu của họ, khi mà họ hai chậu xong á, họ sẽ trồng trong một cái nhà kín, sau đó họ đưa vô đó, họ chỉ tưới nước thôi, tưới nước chờ ra rễ thôi. Còn có người á thì họ đặt nó trong một cái lọ thủy tinh, họ để 50% là nước ở dưới đáy, ở trên họ dùng một cái khăn trắng lại, họ thả vô đó, họ gác cái cây lên trên để chi hơi nước bốc lên cây ra rễ, khi nào cây ra rễ đâm xuống dưới đó họ mới lấy đi họ trồng. Họ không dùng một cái chất kích rễ nào, cái cây cắt ra là chỉ để trong môi trường ẩm để chờ ra rễ, chứ không cần xịt hút kích rễ đâu. Đừng có nghe những cái người mà họ không có rành về cái các loại da, hoặc là họ chưa có trồng nhiều về các loại da, họ cứ bảo là phải xịt kích rễ thì nó mới sống này kia. Mọi người cứ yên tâm, trồng chỉ cần tưới nước thôi, cây sẽ tự động ra rễ. Cho mà xem, dù là trồng một lá hay hai lá hay ba lá gì cũng vẫn như vậy hết. Ở đây để em cho mọi người coi là em nói nó đúng hay không. Em là người trồng thực tế, người chơi cây các loại da lâu năm thực tế, em chia sẻ một cách thực tế, thuần khiết và đơn giản nhất, chứ không có cầu kỳ phức tạp, không phải mánh khóe chiêu trò gì hết. Cho nên là trồng cây các loại da nó cực kỳ đơn giản thôi. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem, đây là cái chậu một lá, em chỉ trồng một lá thôi, chưa có cho ăn phân, chưa có dùng thuốc kích rễ, chưa có tưới bón lá, chưa có gì hết. Mọi người nhìn rễ đi, đây rễ nó ra đây rất là mạnh. Này là nó chỉ mới ra rễ thôi, thì nó đầm được khoảng 2 tuần, nó khoảng 15 ngày nó chỉ mới ra rễ, bò rễ như vậy thôi, nó chưa lên mầm. Bây giờ cái mầm nó bắt đầu nứt ra rồi nè, cái mầm ở chỗ này nó đang nứt ra đó, cái mầm nó nứt ra. Thì cái mầm nó nứt ra bắt đầu nó sẽ lên mầm, tại vì bộ rễ nó đã mạnh, nó hút rồi. Cây không hề vàng, không hề mé héo, không hề nhăn, vẫn tốt bình thường, mặc dù là chỉ có một thân một lá. Cây này thì hơn, cây này là một tháng, đây cũng là một lá thôi,
một tháng rễ đã xuống tới đáy chậu. Mọi người thấy cái cọng rễ nó có to không? Đây là tưới nước thôi đó, không có phải dùng cái thuốc kích rễ nào đâu mọi người. Đừng có tốn kém gì những cái thứ không cần thiết. Rễ nó xuống đáy chậu rất là nhiều. Cái này em không có lật lên được nhưng mà rất là nhiều rồi. Đó, mọi người nhìn bề mặt chất rồng của em đây. Không có hề đắp riêu, đắp dớn, phủ cái gì hết. Không hóng. Quan trọng là mình trồng như vậy thì mật độ tưới mình như thế nào để phù hợp với lại cái giá hễ này thôi. Một lá dẫn lên tốt bình thường, chuẩn bị nảy mầm. Không có nhất thiết gì phải kích rễ gì hết đó. Càng kích rễ cây càng dễ chết. Cho nên mọi người là yên tâm cứ trồng cái cây da cắt ra rồi bôi keo chống thấm, sau đó treo 1 tiếng, 2 tiếng hoặc nửa ngày, nếu bận quá 3 ngày sau trồng vẫn được. Nhưng mà trồng xong rồi nhớ tưới nước. Tưới nước thật là đẫm để cho cái cây đủ độ ẩm trong giá hễ. Còn cái chuyện tưới nước nhiều hay ít là tùy theo mỗi người trồng cái giá hễ như thế nào. Ở đây em tưới nước rất là nhiều tại vì cái giá hễ của em là nó rất là khô hóng, cho nên là tưới nước phải nhiều, đủ độ ẩm mới được đủ độ ẩm. Ở đây mọi người thấy không phải là cái cát lê da không, mà cái dendro cũng vậy. Không cần phải kích rễ gì đâu mọi người, rễ rẳng ra nó dẫn phúng rễ, nó dẫn ra rễ nhiều. Cây mới trồng nó chưa có cần hấp thụ dinh dưỡng nhiều, không có cần phải phân thuốc hay là kích rễ gì nhiều hết đó. Tại vì nó chỉ cần độ ẩm để nó phát trước đã, còn cái chuyện đòi hỏi ăn uống nó tính sao. Vừa rễ vừa mầm, không bị héo, một cọng. Trồng lan rất là đơn giản. Em làm cái video này là vì em muốn chia sẻ cho những người mới chơi lan, họ không phải lo lắng về cái vấn đề là phân thuốc kích rễ khi mà mới trồng cái cát lê da, chỉ như vậy thôi. Còn nếu mình cắt mà ba lá nè, cây mạnh nè, hướng đầu cây mạnh, mình cắt trong vòng 4 đến 5 ngày thôi là xì rễ liền, tại vì nó là hướng đầu mà nó được nhiều thân nữa. Thì mình mới cắt nè, mọi người nhìn thấy không, rễ xì ra liền. Thậm chí cái rễ này là cái rễ già, nhưng khi nó bị hư cái đầu thì bây giờ nó đâm, nó phân chi phân nhánh ra đây, nó phân nhánh ra, nó nhún rất là nhiều, dẫn lên tiếp tục, không có hề bị gì hết. Chỉ cần đủ độ ẩm là cây sẽ phát triển thôi, không sử dụng phân thuốc kích rễ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, không cần thiết nha mọi người. Sau cái phần kích rễ này thì mình bỏ qua đi ha. Bây giờ sẵn tiện đây thì em cũng xin giới thiệu tiếp về cái mã số tiếp theo mà em đã nói hôm qua, là em muốn giới thiệu tiếp cho mọi người là cái mã số của cây 074. Thì cái cây 074 là một cái cây lai giữa cây BLC Trung Di số 1 lai với lại cây LC Tài Năng City. Thì hai cái dòng lai này nó mang mã số là 074. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một số mặt hoa đẹp nhất của dòng 074 mà hiện tại ở vườn em có, hoặc là những người chơi lan sưu tầm ở khu vực miền Nam đa số đều có, hoặc là họ đều săn lùng những cái cây này để chơi. Thì sau đây em xin giới thiệu cho mọi người tất cả những mặt hoa 074 đang có ở vườn em cho mọi người cùng ngắm. Xin mọi người xem video nhớ ủng hộ, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em, để em có thêm cái động lực em tạo thêm nhiều cái video chia sẻ về các cây da
thực tế nhất, đơn giản nhất đến cho mọi người. Ok, bây giờ chỉ cần mọi người ngắm nhìn những cây 0,4 đẹp nhất. Đây là một cái cây 0,4 gốc, nó ở Hóc Môn mà mình sưu tầm được. Cây này thì cái màu nó sáng và đậm đà, nó mang cái tông màu nóng cam lưỡi đỏ rất đẹp. Còn đây là cái cây 074 Mai Hảo. Cây này thì nó được sổ tại vườn cho nên là mình đặt tên cho con gái. Khuôn hoa này thì cũng rất tròn đẹp. Tiếp theo đây là cái cây 074 Huyền Hội. Nó là cây 074 Super. 074 Super là một cái cây mà có cái màu sắc đẹp nhất trong dòng 074. Thì cây Super này nó đẹp về cả thân lá lẫn hoa, cho nên ngày xưa cái cây 074 Super này nó giá nó cũng rất là cao. Mà cái giống 074 Super này nó rất là mạnh, mọi người trồng nó ít khi nào nó bị bệnh chết ngang lắm. Còn đây là một cái cây 074 đỏ mà mình cũng sưu tầm được trước đây. Nó cũng ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là ba cái mặt hoa mà của dòng 074 là cây 074 đỏ. Đầu tiên là cái cây 074 ngàn đô. Cây ở giữa tiếp theo là cây 074 Cần Thơ. Còn một cây 074 cuối cùng nó mang một cái màu cam là 074 của Ba Dừa, Bến Tre. Còn cái mặt hoa này nó là 074 tem. Đây là cái cây 074 tem. Mặt hoa 074 thì có cái mặt hoa này được người ta đem đi làm tem, cho nên là nó hành hàng đại trà. Còn đây nữa, đây cũng là một cái cây 074 Mai Hảo. Cái cây 074 này thì hoa nó tầm khoảng 13-14 cm thôi, nhưng mà với cái cấu trúc và màu sắc rất là mạnh mẽ. Còn cuối cùng là cây 074 của chú Dương ở Hóc Môn. Cây 074 này mình cũng sưu tầm được khá lâu. Cây 074 này thì nó có cái đặc trưng là thân lá, nhất là cái lá nó rất là to. Cái lá nó to lắm. Thì hoa nó cũng to. Cây 074 này hoa nó đạt tới 16 cm.